Ngày 5 tháng 11 năm 2019, ở phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thúy Hằng, 28 tuổi, mức án 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, cuối tháng 1 năm 2019, Hằng vỡ nợ nên dùng bản photocopy sổ đỏ lô đất của chị ruột để lừa đảo. Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2019, Hằng bề chuyện đã mua lại lô đất, cần tiền bán rẻ và lừa 4 người đặt cọc mua đất chiếm đoạt 650 triệu đồng. Thủ đoạn của Hằng là ra giá tăng dần, lợi dụng thời điểm thị trường bất động sản còn sôi động vào đầu năm 2019 để lừa đảo. Chỉ trong vòng một tháng, Hằng ra giá lô đất từ 1,65 lên 1,935 tỷ đồng, tạo sốt ảo và chiếm đoạt tiền cọc của nhiều người ham rẻ. Ngoài ra, Hằng còn dùng sổ đỏ photocopy này nhận cọc của nhiều người nhưng bị truy đòi gắt gao nên Hằng đã trả lại tiền và tiền cọc nhiều lần. Điều này dẫn đến nợ càng thêm nợ.